Rửa mắt Atropin có dùng thường xuyên cho những bạn phút đồ có hội chứng chảy nước mắt nhiều không ạ? Dùng nhiều thì nó cũng không tốt. Nó có cái đợt trước có một bác sĩ hồi mình dạy cái khóa ngoại khoa ở trong Sài Gòn đấy, thì có một bác sĩ chia sẻ cho mình một cái thuốc để cho nó giảm cái tia nước mắt ở trên trên chó, những cái dòng chó phút đồ ấy. Đấy, thì có những con dùng vào thì nó hết, có những con thì nó không hết. Đấy thì có cái thuốc đấy thì các bác sĩ có thể gõ và rồi các bác sĩ mua về để dùng đấy. Còn cái atropine, những cái thuốc mà nó kích thích thần kinh giao cảm, phó giao cảm này thì hạn chế sử dụng thôi đấy. Không nên dùng trong thời gian dài quá, suốt ngày nhỏ thì không được, không nên đấy.